Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Lục quân West Point rằng không có binh sĩ Mỹ nào tham chiến ở Ukraine. Tôi quyết tâm duy trì điều này. Tuy nhiên, chúng ta đang và sẽ đồng hành cùng Ukraine. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tin rằng NATO sẽ dạn nứt khi xung đột Ukraine bùng phát. Ông Biden cho hay, thay vào đó, liên minh quân sự vĩ đại nhất lịch sử thế giới đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông Biden nói thêm, nhờ lực lượng vũ trang mà chúng ta có thể làm những điều mà chỉ Mỹ đủ sức thực hiện với tư cách là quốc gia không thể thay thế và siêu cường duy nhất trên thế giới. Ý tưởng đưa quân đến Ukraine vốn là điều cấm kỵ, đặc biệt khi NATO tìm cách tránh bị kéo vào cuộc xung đột rộng hơn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ tới nay vẫn từ chối đáp ứng yêu cầu đưa quân tới huấn luyện binh sĩ của chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 16 tháng 5 tái khẳng định quan điểm của Washington về không triển khai binh sĩ tới Ukraine, bao gồm cả huấn luyện viên quân sự. Chính quyền Tổng thống Biden trước đó cũng kêu gọi các thành viên NATO không điều lính tới quốc gia này. Trong một chuyến thăm Kiev gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine giữa bối cảnh nước này đang chật vật ứng phó với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, chính quyền Mỹ đang cố gắng thúc đẩy nhiệm độ cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các hệ thống pháo, tên lửa phòng không và tên lửa đạn đạo tầm xa đã được cung cấp với một số vũ khí, đã được đưa tới tiền tuyến. Một quan chức cấp cao Mỹ đi cùng Ngoại trưởng Blinken trên chuyến tàu đêm từ Ba Lan tới Kiev cho hay. Các quan chức Mỹ thừa nhận những thách thức lớn của Ukraine có nghĩa Kiev khó có thể giành lại lợi thế chiến trường ít nhất trước năm 2025. Điều này khiến nhiều quan chức Ukraine lo ngại họ có thể buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga trong tình thế bất lợi trên chiến trường. Ngoại trưởng Blinken phát biểu trước quan chức cấp cao và sinh viên Ukraine tại Học viện Bách khoa Kiev. Những tuần và tháng tới sẽ đòi hỏi những người Ukraine vốn chịu nhiều mất mát phải nỗ lực thêm rất nhiều. Xong tôi đến Ukraine với thông điệp rằng các bạn không đơn độc. đại diện hai nước trung quốc brazil đã cùng nhau ký một văn bản chung thống nhất về kế hoạch giải quyết xung đột ukraine hai nước đều khẳng định một hội nghị hòa bình quốc tế giải quyết xung đột ukraine cần được tổ chức vào thời điểm thích hợp được cả nga và ukraine công nhận với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên cũng như thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình theo đài phát thanh Sputnik, tuyên bố chung do Senso Amorim, cố vấn cấp cao của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ký bao gồm những nội dung như khẳng định đối thoại và đàm phán là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine, cần tạo điều kiện để nối lại đối thoại trực tiếp, đồng thời giảm căng thẳng cho đến khi lệnh ngừng bắn toàn diện có hiệu lực. Một hội nghị hòa bình quốc tế nên được tổ chức với sự tham gia của cả Nga và Ukraine phải tránh các cuộc tấn công vào dân thường và các cơ sở dân sự phản đối việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở hạt nhân hòa bình khác, nghiêm cấm sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và sinh học, thực hiện mọi nỗ lực có thể để ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và tránh khủng hoảng hạt nhân và thế giới không nên bị chia thành các nhóm chính trị hoặc kinh tế biệt lập. Sáng kiến này của Brazil và Trung Quốc được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo hai nước này từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Dự kiến diễn ra trong 2 ngày 15, 16 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Cho đến nay, Nga không được mời đến tham dự, trong khi tổng thống Mỹ Joe Biden cũng chưa xác nhận sẽ tham dự sự kiện. Ngoài lãnh đạo Brazil và Trung Quốc, Nam Phi cũng từ chối tham dự hội nghị này. Về phần mình, Moscow gọi hội nghị do Thụy Sĩ đề xuất là vô nghĩa và cho biết họ sẽ không tham gia ngay cả khi được mời. Liên quan đến các cuộc đàm phán sắp tới ở Thụy Sĩ, tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong một cuộc họp báo rằng Nga vẫn sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, bao gồm cả việc dựa trên các dự thảo thỏa thuận được ký kết trong các cuộc đàm phán ở Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022. Nhưng phải tính đến tình hình thực tế hiện tại. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng lưu ý rằng Mỹ đang áp đặt công thức hòa bình 10 điểm của Tổng thống Ukraine Zelensky lên tất cả mọi người, mời các quốc gia ở Nam Bán Cầu tham gia. Công thức hòa bình 10 điểm của Kiev được Tổng thống Zelensky đưa ra lần đầu vào mùa thu năm 2022 yêu cầu lực lượng Nga rút hoàn toàn và vô điều kiện khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine. Moscow trả tiền bồi thường. Nga đã bác bỏ các đề xuất này vì cho rằng nó không thực tế và là dấu hiệu cho thấy Kiev không sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vừa qua tuyên bố Mỹ dường như không quan tâm đến nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine thay vào đó Washington đang muốn kéo dài cuộc xung đột hiện tại khi liên tục viện trợ quân sự cho Kiev. Đài Sputnik dẫn phát biểu của đại sứ Antonov tại cuộc họp báo rằng chính quyền tổng thống Joe Biden đã công bố một gói hỗ trợ thiết bị quân sự cho Kiev, trùng thời điểm tổng thống Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Điều này cho thấy Washington dường như không muốn hòa bình ở châu Âu, chỉ mong muốn kéo dài cuộc xung đột hiện tại và gia tăng thương vong cho cả Nga và Ukraine theo ông antonov mỹ gần đây đã ám chỉ rằng nước này đang cân nhắc việc cho phép ukraine sử dụng vũ khí để tấn công các mục tiêu ở nga truyền thông mỹ trong tuần này đưa tin các quan chức mỹ đang tranh luận về việc rút lại đề xuất cấm ukraine dùng vũ khí được viện trợ để tấn công nga do đề xuất này có thể cản trở nghiêm trọng đến khả năng tự vệ của kiev đồng thời quan chức ngoại giao nga kêu gọi washington thừa nhận tình hình xung đột trên thực địa và chấm dứt việc hỗ trợ quân sự cho chính quyền kiev Quan điểm trên được đưa ra trong bối cảnh mới đây, Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng tạm dừng xung đột ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn thông qua đàm phán có công nhận đường giới tuyến hiện tại. Giới chức Mỹ đang tranh luận về vấn đề này và chưa chính thức trình lên Tổng thống Joe Biden để thông qua. Nhiều nhà phân tích cho rằng sự thay đổi trong chính sách của Mỹ có thể mang lại cho Ukraine lợi thế quan trọng trong việc chống lại các cuộc tấn công của Nga. Một số đồng minh của Mỹ như Anh đã dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí để tấn công mục tiêu bên trong Nga. Tuy nhiên phần lớn các nước lo ngại Nga có thể phản ứng mạnh mẽ trước động thái này. Truyền thông Mỹ đưa tin, Ngoại trưởng Antony Blinken tích cực thúc đẩy chính quyền Tổng thống Joe Biden tạo điều kiện cho Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa có phát biểu hàm ý rằng Ukraine có thể tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Cụ thể, ông Stoltenberg nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Economist rằng đã đến lúc các đồng minh nên xem xét liệu họ có dỡ bỏ một số hạn chế mà họ đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí họ đã viện trợ cho Ukraine hay không, đặc biệt là hiện nay khi nhiều cuộc giao tranh đang diễn ra ở Kharkov, gần biên giới với Nga. Việc từ chối cho Ukraine sử dụng các vũ khí này nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga sẽ khiến họ rất khó để tự vệ. Tuy nhiên, ông Stoltenberg bác bỏ ý kiến cho rằng các thành viên NATO có thể sử dụng các hệ thống phòng không để bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraina. Ông cũng lên tiếng phản đối việc NATO đưa binh sĩ tới Ukraina. Tổng thư ký NATO nói, chúng tôi không có ý định đưa binh sĩ tới Ukraina. Chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc xung đột này. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các vũ khí phương Tây đã được sử dụng nhằm vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục khẳng định Ukraina không được sử dụng vũ khí của mình để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuần trước, Ngoại trưởng Blinken nhắc lại rằng chúng tôi không khuyến khích hay tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bên ngoài Ukraine. Pháo đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE Maxim Buyakevic cho rằng không có vũ khí nào của phương Tây có thể giúp Ukraine thay đổi mạnh mẽ tình hình chiến trường. Ông Maxim Buyakevic nói các nhà tài trợ của Ukraine không có vũ khí nào có thể thay đổi mạnh mẽ tình hình chiến trường quy định đưa thêm các lô vũ khí đã được thử nghiệm chiến đấu đến đây sẽ chỉ kéo dài cuộc đối đầu quân sự, gây ra nhiều thương vong và sự phá hủy. Trong khi trước đó, trong chuyến công du đến Kiev hồi giữa tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington không khuyến khích Ukraine tấn công vào trong lãnh thổ của Nga. Ông Blinken nói trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba tại Kiev rằng Chúng tôi không khuyến khích hay kích động các cuộc tấn công ra phạm vi bên ngoài lãnh thổ Ukraine nhưng cuối cùng Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng cách gửi những trang thiết bị cần thiết mà họ cần để đạt được thành công. Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Kuleba cho biết Mỹ sẽ gửi thêm 2 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine. Số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư cho các cơ sở công nghiệp.